có thôi đi được không? Mẹ anh đang ở trong viện đấy. Em còn phải lo ăn mặc cái gì cho hợp nữa à? Bảo yêu mình mà bây giờ lại không quan tâm nữa. Thế là ghét mình rồi. Đã thế cũng tự tử cho xem. Chị ơi, em đến để xin phỏng vấn vị trí kế toán ạ. Bạn đến muộn 30 phút rồi nhá. Chúng tôi không nhận hồ sơ nữa đâu. Chị ơi, chị châm chước cho em lần này được không ạ? Tại vì đây là lần đầu em đi xin việc ạ. Tôi chỉ làm theo đúng quy định thôi, bạn thông cảm nhá. Chị ơi, chị giúp em một lần này thôi. Giúp à? Còn một cách ấy. Cách gì ạ? Chờ đợt tuyển dụng sau. Cô em đi đâu đấy? Em đi phỏng vấn. Anh biết có một vị trí rất hợp với em ở công ty, mai đi làm luôn nhá. Vị trí gì ạ? Bảo vệ. Mặt lì như cô em ấy. Hợp lý rồi. Này, anh về anh bảo giám đốc công ty anh ấy đổi tên công ty thành Cà Khịa Media đi nhá. Bực cá mình. Ê đây. Dạ. Về cẩn thận nhá. Trong cái mặt kìa. Lại trượt phỏng vấn rồi hả? Có được phỏng vấn đâu mà trượt. Lại đến muộn chứ gì? Em có cố ý đâu. Chả hiểu sao cứ bị đi muộn chứ. Gớm, tôi còn lạ gì nàng nữa. Nào là chọn quần áo thế nào cho hợp này. Xong mất cả tiếng này, make up này. Rồi cái gì, còn phải màu son thế nào cho hợp thời tiết nữa. Đấy, kể ra thôi nhá, cũng hết cả ngày rồi. Anh chẳng an ủi em thì thôi, còn ở đấy mà nói nữa. Mà chắc chắn là em bị dính lời nguyền. Chứ người bình thường không để xui xẻo như thế này được. Nhưng nó liên quan đến yếu tố tâm linh đấy. Đúng rồi đấy. Lời nguyền mang tên không có gì để mặc nhờ. Anh này. Em này. Anh này. Em này. Anh này. Em. Rồi. Thế à, bây giờ đi ăn cho đỡ buồn được chưa? Đi ăn gì? Đấy, nói đến ăn cái là quên hết mọi buồn phiền nhở. Thì có thực thì mới vực được đạo chứ. Thế bây giờ anh đưa em đi ăn bít tết nhá. Cũng được. Nhưng mà sao nữa? Anh phải đưa em về thay bộ đồ khác. Chứ bộ đồ này không hợp phong thủy để đi ăn bít tết đâu. Còn lại mẹ. Thôi được rồi, đi. Đi. Đi từ từ thôi nhá. Ôm vào. Rồi, chậm chậm thôi. Nhơn hả bừa hay. Vào đây. Alo em đây. Em chuẩn bị đi. Bây giờ anh qua đón em đi gặp mẹ nhá. Vâng. Sao rồi, chuẩn bị xong chưa? Em chẳng biết đánh son nào ấy.
Bây giờ anh chọn cho em xem màu nào hợp nhá. Nhưng mà anh thấy nó có khác gì nhau đâu. Thế thì anh chẳng biết gì rồi. Mấy cái son em vừa dơ cho anh là mỗi một màu khác nhau mà. Với cả đánh lên môi thì sẽ có cảm giác khác chứ. Đúng là chẳng nhờ anh được cái việc gì ấy. Chọn cái bộ nào mà nhã nhặn lịch sự một tí là được. Với cả hôm trước anh vừa đưa em đi mua quần áo xong một gì. Nhưng mà mấy bộ đấy em đều mặc qua hết rồi. Đây là lần đầu tiên gặp mẹ anh thì em cũng phải tạo ấn tượng tốt chứ. Thì em cứ chọn nhanh lên đấy. Thôi em quyết định chọn bộ này, anh không cần phải suy nghĩ nữa đâu. Vâng, cháu Hạnh đây ạ. Sao cơ ạ? Mẹ cháu bị ngất phải đưa vào viện đấy ạ. Vâng, cháu đến ngay đấy ạ. Có chuyện gì thế anh? Mẹ anh vừa phải vào viện, cô hàng xóm vừa gọi cho anh xong, mình phải đi luôn đi em ơi. Vào viện ạ? Vâng, nhưng mà anh đợi em thay quần áo nữa. Bộ này không hợp với đi vào viện. Em có thôi đi được không? Mẹ anh đang ở trong viện đấy. Nhưng... em còn phải lo ăn mặc cái gì cho hợp nữa. Nhưng mà thật sự bộ này không hợp. Thôi được rồi, em cứ lo mà chọn quần áo đi. Không phải đi nữa đâu. Anh Hải. Em còn tìm anh làm gì? Em biết là anh mới còn đang giận em. Nhưng mà chúng mình làm lành được không? Em đi đi. Bây giờ em muốn làm gì thì làm. Anh không muốn quan tâm nữa. Bảo yêu mình mà bây giờ lại không quan tâm nữa. Thế là ghét mình rồi. Đã thế cũng tự tử cho xem. Thằng kia đi đứng kiểu gì thế à? Nhàn ơi, em tỉnh lại đi. Nhàn, Nhàn ơi. Nhàn. Bỏ ra bạn ơi. Bỏ ra. Em đau ở đâu? Anh đưa em đi viện nhá. Em đau ở đây. Đây này. Anh phải tha thứ cho em thì em mới khỏe lại cơ. Em lừa anh đấy à? Tại anh ngốc đấy chứ. Xe đạp va thì làm sao mà ngất được. Em chỉ làm thế để thử cái độ cứng của anh thôi. Em lắm chiêu thật đấy. Anh chịu thua em luôn. Thế bây giờ anh chịu tha thứ cho em chưa? Sao mãi em không chịu liên lạc với anh? Anh là người dỗi em cơ mà. Thì hôm nay em đến để gặp anh thôi. Em cũng phải thay đổi thì mới đến gặp anh xin tha thứ được chứ. Mà bây giờ em hứa sẽ không phải để anh phải chờ em thay quần áo nữa đâu. Với cả em cũng xin được việc làm rồi. Được rồi, anh tha cho em lần này đấy. Lần sau trường nghe chưa? Thế bây giờ cùng anh về nhà gặp mẹ nhé. Có phải đưa về thay quần áo cho hợp nữa không? Vào lại đây. Mặc gì thì mặc, nhưng mà đừng mặc kệ anh nhé. Mày gặp mãi cũng chán, muốn đi du lịch cơ. Bạn cần tìm việc với du lịch, hãy lên tìmviec.com.vn.